Rồi, xin chào mấy anh em ha. Thì bữa nay em quay một ít sản phẩm anh em cho anh em tham khảo nha anh em. Thì mấy cái này thì chút em cũng giao cho khách hết thôi nha anh em. Sẵn thì em chuẩn bị gói cho khách đó, em quay cho anh em tham khảo luôn nha anh em. Thì anh em cần mẫu nào thì alo em. Thì hôm nay hai cái móc với hai cái bộ nọc bánh trần vậy nè. Thì cái này là cái móc móc kiều lục này nè. Móc kiều lục này thì cái chân cái này dưới này là bằng đồng thau nha nè, đồng thau ha. Thì móc bằng inox. Cái móc treo á nè, bằng inox nha. Cái này nó có cái rãnh nè. Thì cái này thì cái móc kiều lục này thì hiện tại em đang bán giá là 140 nha anh em. Anh em cần cái mẫu lắp kiều lục này thì alo em ha. Rồi tiếp tục là em giới thiệu cho anh em là cái bộ nọc bánh trần. Thì bộ nọc bánh trần này á, cái chân cắm của nó là bằng inox nha anh em, rất nhọn nha. Còn cái đầu của trên này á là bằng đồng thau. Nè anh em coi nè, cái này chân đặt buộc nha anh em, đặt ha. Thì một bò cặp gì ở đây là em đang bán giá 180 nha anh em. Mấy mẫu này thì xài siêu bền luôn. Này làm bằng cái này là cục chì nè anh em. Thì cục chì bên em bán có cục chì 150g nha anh em. Cục chì này là xài ok nhất nè. Nên nó cái độ gam của nó là vừa nhất, nó không có bay xa được, nó không bay được nha anh em. Thì cục chì này thì em đang bán giá 25.000. Còn này là chuông lục Trung Quốc này nè anh em. Chuông lục Trung Quốc này thì bán một cái vậy đây là 30.000. Thì mình khi mình máng trong cái lập cái đập dính nó nó rung lên thì mình lấy 30.000 nha anh em. Còn cái này là cống đựng thóc đựng lúa, thóc lúa ha, hai màu, màu xanh màu trắng. Thì một cặp gì đây thì em đang bán 30.000. Cái này loại cứng ngắt luôn nha anh em, cứng lắm, này xài siêu bền luôn, 30.000 nha anh em. Còn này lá quỷ trang, trang đá một con anh nè, đá quỷ trang dung lập á. Thì cái này thì bó gì đây là 10 nhánh, em đang bán giá là 35.000 nha anh em. Này nó lá tốt nha, không có sức bậy nha anh em. Còn này lá dương sĩ nè, lá dương sĩ này thì bó gì đây 90 nhánh, em bán giá là 90.000 nha anh em. Này dương sĩ nhật nha anh em. Rồi tiếp tục giới thiệu cho anh em là một cái bội. Thì cái bội này bữa nay em giao cho khách 8 cái nha anh em. Thì cái bội này thì bên em là đang lục giác ha, đang lục giác 5 gem nha anh em. Đang lục giác 5 gem ha, cái bội này là bên em là bán chạy nhất bên nhà em nha anh em. Là mình thép thép đen ha, thép độ đen chắc không gỉ rồi. Dẻo lắm nha anh em. Này làm đang lục giác nha. Này là mẫu bộ tàng hình nha anh em. Thì bên em có nhúng một cái nước sơn màu xanh đó anh em, xanh nhà binh đó. Xanh nhà binh đó, màu nhộm luôn, màu tàng hình nha. Thì cái cửa này anh em coi nè. Cửa này là bên em làm nó rộng rãi lắm. Nó rộng rãi lắm nha anh em. Khi mà bắt ra bắt vô anh em thì nó không có dướng hai cái cánh lại hoặc là cái lông á. Nó hư. Thì ngoài ra cái bội này em có bán cái đáy nha anh em, cái đáy là một cái 40.000. Thì anh em mua cái đáy về mình cuột lại mình nuôi trong này cũng được nha anh em. Thì anh em cần mẫu nào thì alo em. Thì bữa nay em giao cho khách nhiêu đây, em giới thiệu rồi sẵn em giới thiệu cho anh em luôn ha. Thì bên em anh em cần mẫu nào thì alo em, như là liều lục nón, quần áo ngụy trang, là thuốc nuôi, lồng nuôi hay là đầy đủ cho anh em, khoảng mấy trăm mặt hàng. Anh em cần mẫu nào thì alo em, số điện thoại em để trên tiêu đề, anh em điện số đó hoặc nhắn tin Zalo nha anh em. Anh em muốn cần tư vấn gì thì anh em điện em nha. Rồi lần nữa em cảm ơn mấy anh em nhiều, chúc anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại anh em sau nha anh em.